Rồi rồi, tới cái công chuyện luôn. Sniffer đi làm ơn, please. Sniffer đi, Sniffer đi, Sniffer đi. Yes, Sniffer đi. Yeah, Sniffer. Yes, 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 yes. Quá tuyệt vời, quá hạnh phúc. Như các bạn đã thấy, Sniffer là con mod chiến thắng trong Minecraft ModVote năm 2022 này. Mình cảm thấy khá là vui vì đó là một con mod mà mình rất là yêu thích, vì nó trông như là đến từ thời tiền sử vậy các bạn ạ. Cũng may mà năm nay không có cái anh YouTuber xa xanh nào đó kêu gọi fan của anh ta vote cái con mod mà anh ta thích. Để chúc mừng cho Sniffer, mình sẽ xây dựng một con Sniffer Elder có kích thước to gấp 30 lần cho các bạn chiêm ngưỡng. Đừng quên ấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ video này nha. Nếu có bất kỳ ý tưởng gì thì đừng quên comment phía bên dưới cho mình biết nha. Let's go! Trước khi bắt đầu xây dựng con Sniffer thì các bạn cần biết rằng con Sniffer chia làm 3 màu chính: xanh lá, vàng và đỏ. Vậy nên chúng ta muốn xây dựng con Sniffer thì chúng ta sẽ cần có những cái block có những cái màu tương tự như vậy. Và những block có thể như màu hiện tại của chúng ta có sẽ là Lenco, Concrete và Terracotta. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi tìm màu xanh lá cho con Sniffer trước. Thì ở đây mình sẽ khai thác một ít xương rồng để chúng ta làm một cái máy farm xương rồng nha các bạn. Để chúng ta có thể trồng được xương rồng thì mình sẽ farm cho mình một ít cát, một vài slab đá, bỏ chúng vào sugar box và một vài cái cửa rào. Cái máy farm này cần diện tích khá là lớn, vậy nên là mình cần một cái địa điểm thích hợp để chúng ta xây dựng. Chỗ này có bộ ngon đó. Chúng ta sẽ dọn dẹp nó lại một cái và bắt đầu đặt kính ở đây theo tỷ lệ là 21x21. Nó sẽ rộng như thế này và chúng ta sẽ tiến hành đặt xen kẽ những block cát với nhau và nó sẽ trông như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khoét ở giữa những block cát và bắt đầu đặt những cái hàng rào cánh cửa vào trong này. Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ đi xuống lòng đất và bắt đầu làm một cái phòng ở dưới này. Sau khi làm xong một cái phòng bự thì mình sẽ canh canh cái trang chính giữa này nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ nối những cái block lại với nhau như thế này đây, cho tất cả những block đất hướng về phía trung tâm của cái máy này. Sau đó chúng ta sẽ bọc một cái lớp kính ở phía bên trên những cái đường đất này. Và công dụng của nó chính là làm đường dẫn này cho những cái item gất và hopper đó. Wow, bây giờ xây xong thì nhìn nó không khác gì đường vào Team Crush luôn các bạn ạ. Tuy là nó có hơi ngoằn ngoèo một chút xíu nhưng mà khi đi vào rồi thì không có lối ra. Và chúng ta sẽ đổ nước vào trong những cái lỗ này. Và chỗ này sẽ là hệ thống thu thập item. Đổ nước một lần nữa lên trên bề mặt của máy farm. Và cơ bản là chúng ta đã hoàn thành xong được một tầng của cái máy farm này rồi đó. Và cái tầng này sẽ có hiệu suất là 190 trên một tiếng. Và chúng ta sẽ phải nâng tầng nó lên để có thể cho nó có hiệu suất cao hơn. Mà theo mình nghĩ thì cái máy này 5 tầng là vừa đủ rồi. Chúng ta đã có được 5 tầng máy farm xương rồng. Và đây là những gì mình farm được sau 1 tiếng đồng hồ. Cũng khá nhiều đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ tiến hành nung những cây xương rồng này ra. Và mình đã có được loại màu sắc đầu tiên có tạo lên con Sniffer, đó chính là màu xanh lá, có tạo lên cái lưng của nó. Để nung hết cái chỗ kia thì mình sẽ phải farm thêm những cái que quy lửa. Nếu mà chúng ta xây bằng concrete thì có lẽ là chúng ta sẽ tốn khá số lượng cát và sỏi đó. Vậy nên là mình sẽ phải làm một cái máy farm nữa đó. Nhưng mà trước tiên mình cần phải hoàn thành màu sắc cho con Sniffer cái đã. Mình sẽ chuẩn bị vật liệu để chúng ta xây dựng một cái máy farm màu. Mọi thứ đã ổn áp, bây giờ mình sẽ đi test thử coi là chúng ta có thể xây cái máy farm này ở đâu. Hiện tại thì mình chỉ cần màu đỏ và màu vàng thôi. Nhưng mà lỡ làm rồi thì chúng ta làm nhiệt xíu đi, xanh xanh nó đỏ cho mấy em nhỏ nó vui. Và muốn làm được điều đó mình sẽ tới biome hòa. Vừa xuống công địa ngục thì mình đập nó một cái luôn. Các bạn nghĩ mình tự hủy hả? Nhưng mà không đâu. Chúng ta sẽ đặt lock tới tầng bedrock 127 và chúng ta sử dụng Enderpearl để TP lên ngay vị trí này đây. Bà nó ngựa ngựa cho cháy chơi vậy đó. Đang bình thường muốn làm hot boy. Nó là đi tới ba ông hoa mà mình thấy nó đưa vô hang là mình thấy nó tào lao rồi đó các bạn. Được rồi, lần này chắc chắn đúng. Shubarashi. Chúng ta sẽ đào một cái ô đất theo tỷ lệ là 11x12 và lắp những cái block đá vào. Ok, nhìn cũng giống nhà mồ rồi đó. Chúng ta đào hai bên của nó ra và bắt đầu đặt piston vào. Cho nó cái hở ở đây, chúng ta đặt thêm hai bên hai cái nốt block và hai cái observer, đặt đá đỏ vào trong đây. Ở phần trung tâm chúng ta đặt một cái dispenser, ở phía dưới đặt thêm hai cái observer và chúng ta đã hoàn thành được. Mình khá hồi hộp khi mình khởi động máy lên. Nó dập không khác gì máy dập bánh tre luôn các bạn ạ. Cái máy này nó sẽ sàn qua sàn lại ở phía bên trên và ở phía bên dưới cái dispenser nó sẽ bón một xương liên tục cho cái phần đất ở bên trên và chúng ta sẽ gây ra được rất là nhiều hoa. Quá tuyệt vời. Và không có bông hoa nào mà chúng ta cần trong đây cả. Đây đích thị là cái máy làm màu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Mình đâu có cần cái màu trắng này làm gì. Một phát minh mà chỉ có phải là Bách Khoa Cơ Khí mới nghĩ ra được. Đúng là cái máy làm màu thật sự các bạn. Siêu cấp làm màu. Và mình đã chuyển cái máy này trở về gần nhà của mình. Và đúng như mình nghĩ là nó thu hoạch được hai cái loại màu là màu đỏ và màu vàng. Đúng hai cái màu mà chúng ta đang cần luôn. Và trong quá trình thu hoạch đó nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái hạt giống. Và mình sẽ làm một cái khu vực để chúng ta tái chế những cái hạt giống này cho ra lại bột xương. Vừa bảo vệ môi trường mà còn vừa tiết kiệm nữa.
và chúng ta đã có được khá là nhiều màu vàng. Như ban đầu mình đã nói, vật liệu xây dựng chính chính là contrast, terracotta và len cù. Và chúng ta muốn có được contrast thì chúng ta phải cần có hai nguyên liệu chính là cát và sỏi. Và để mọi thứ tiện lợi hơn thì mình sẽ làm một cái máy sàn đập bờ. Và slam chính là một trong những vật liệu rất cần thiết của cái máy đó. Vậy nên là mình sẽ tiến hành xây một cái slam farm. Đây sẽ là một cái slam farm kiểu cũ, vậy nên là mình sẽ tiến hành farm cho mình những cái cây nấm. Vì cái slam farm này nó cần nấm chứ không cần chúng ta phải đào xuống cái tầng sâu, nó sẽ rất là mất thời gian. Sau khi chuẩn bị vật liệu xây dựng xong thì mình sẽ cùng nhau tới đầm lầy để thực hiện xây dựng cái máy farm này. Đặt một cái rương ở đây để làm dấu và chúng ta bắt đầu thôi. Cái slam farm này nó bắt buộc chúng ta phải AFK ở một nơi khá là cao và mình sẽ phải đứng ở đây khoảng chừng 15-20 phút. Và chúng ta farm được như đây slam thì nói chung là cái máy này nó cũng khá là hạt rẻ rồi. Mình cần khoảng 10 block slam. Hình như nhà mình hết đá đỏ rồi các bạn, chúng ta sẽ phải đi đào thêm thôi. Trời ơi, lâu quá không về thăm lại cái động đáy xã hội. Đi xa lại nhớ quê nhà, nhớ uy bu chúa, nhớ đàn mũ. Nói gì nói chứ cái đường đi xuống đáy xã hội nó cũng quanh co lắm, như là đường đi vào tim em vậy, cũng đòi hỏi kỹ thuật cao lắm. Ẩu ẩu cái là 100 ngày sinh tồn miền cực lạc liền đó nghe các bạn. Welcome to đây xã hội. Tối quá không thấy gì sao đào, vậy nên là mình sẽ cài một cái shader giúp cho những cái quặng nó sẽ phát sáng lên, như vậy chúng ta sẽ dễ đào hơn. Ý chỗ kia có cục đá đỏ bự quá kìa các bạn, bay lên trên đó coi thử. Ui giời ơi, sao toàn villa con với fan em u thế này, quá mệt mỏi. Weibo đi tới đâu cũng bị kỳ thị hết á. Và đây là tất cả nguyên liệu để chúng ta có thể xây một cái sàn double. Để có thể làm được cái sàn double này thì mình sẽ phải quay trở lại stronghold và dọn dẹp nó một cái. Hai cái máy của chúng ta nó sẽ nằm hai bên, và nên là mình sẽ mở rộng cái căn phòng này ra hai bên và chúng ta sẽ đặt những cái nấm ở đây. Và sau khi chúng ta bón bột xương cho nó lớn thì các bạn có thấy được một hiện tượng áo macara là cái nấm nó đã phá hủy cái phần end bottle, một điều mà không có cái cúp nào có thể làm được. Còn bây giờ thì bà la xì bùa. Và mình đã có được hai cái máy double. Và bây giờ mình sẽ làm một cái chân ladder để cho hai cái máy này có thể hoạt động khi mình đi vào trong the end. Xây xong thì các bạn bỏ một item bất kỳ vào đây khi các bạn nghe tiếng cạch 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 là thành công rồi đó. Và khi xây xong cái double thì mình bị dính một cái lỗi khá là chí mạng. Khi là các bạn đặt những block rơi thì lập tức mình sẽ bị crash game như thế này đây. Và mình đã bắt up cái map này lại để chúng ta có thể test thử cái máy này. Và mình cảm thấy là nó vẫn bình thường. Đó, có gì xảy ra đâu. Và mình sẽ đặt cái rương ở phía bên dưới những cái cục slam. Và lập tức các bạn có thấy những cái bê tông nó rồi dính vô những cục cát. Ban đầu nó không có dính nhưng bây giờ nó đã dính rồi. Và máy của mình đã có thể hoạt động cách trơn tru nhất. Mình sẽ đi xuống the end để kiểm tra coi là những cái cục cát nó rơi chỗ nào là chúng ta làm cái đồ hứng ngay chăng chỗ đó. Và cảnh này cực kỳ đã mắt khi mà các bạn có thấy là những cục lóc nó văng qua văng lại như là các bạn chơi bóng chuyền gì đó, rất là đã luôn. Hiệu suất của nó thì vô cùng ok luôn. Mình đã làm thêm một cái nữa để farm cái concrete màu xanh. Và sau một tiếng chúng ta có được nhiều đây đây các bạn. Mình đã phải tới NCT để farm thêm sugar box thì chúng ta mới hốt hết cái đống này về được. Lần này thì em không thoát được anh đâu baby à. Và bây giờ việc chúng ta cần làm là xử lý hết cái đống concrete kia và bỏ chúng vào những cái sugar box. Và nó nhiều tới mức mình phải dùng tận gương Ender để có thể bỏ nó vào. Và để biến chúng thành dạng cứng thì chúng ta sẽ phải làm một cái concrete marker ở đây. Cái máy này thì nó hoạt động một sức người. Mình sẽ bỏ những cái con red vào trên cái rubber này. Và chúng ta bỏ một cái qua bên tay trái. Và chúng ta ấn song song chuột phải và chuột trái thì lập tức nó sẽ vừa đặt vừa đào. Và chúng ta muốn tăng hiệu suất của nó lên thì đặt một cái gương trên đây. Và mình sẽ nhấn F3T để AFK. 1 hour later. Sau một tiếng lướt tấp tấp và xem gái anime đắt đít thì đây là những gì chúng ta có được. Mình sẽ đổi màu những cái sugar box để chúng ta dễ phân biệt. Và mình đã giải quyết được vật liệu xây dựng đầu tiên, đó chính là con red. Sau khi giải quyết xong vấn đề concrete thì mình sẽ quay qua vấn đề terracotta. Chúng ta muốn có terracotta thì chúng ta sẽ nung đất sét ra. Mà chúng ta muốn có được đất sét thì chúng ta sẽ làm một cái máy farm bùn. Và bản 1.19 thì đã cho phép chúng ta làm cái điều này rồi. Và trong cái máy farm bùn đó nó có một cái thành phần, đó chính là những cái hạt nhũ này. Vậy nên là mình sẽ đi đào hạt nhũ. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau xây dựng máy thôi nào. Nguyên lý hoạt động của cái máy này nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần bỏ đất ở bên tay trái và đặt vào trong cái piston này, thì lập tức cái piston nó sẽ đẩy tới trước và biến cái lốc đất của chúng ta thành bùn. Và bùn khi được đẩy ra nó sẽ nện thành cục và sẽ được vắt nước bởi những cái hạt nhũ. Và sẽ có đất sét, chúng ta sẽ nung cái đất sét này lấy terracotta. Nhưng mà mình suy đi nghĩ lại thì mình thấy sai sai gì á. Nếu mà làm gì thì chúng ta sẽ tốn thêm một cái khâu nung nấu mấy cái đất sét này nữa. Ủa rồi làm gì chi các bạn, cho tốn thêm mớ chất đốt nữa. Hèn chi lúc tôi xây cái máy farm này thấy cái háng tôi nó cũng thoải mái quá. Tức là tôi bị gánh háng đó bà con. Mình nói thiệt, làm theo cách này chắc tới đâm khủng long chúng ta mới có con red mà chúng ta xây dựng. Đây nè, bay qua đây. Một núi ở bên đây nè. Ngay từ đầu phải bay qua đây là phải ngon rồi không? Terracotta bên này là chính hãng nha các bạn, không có pha tạp chất gì đâu, nên là chúng ta cứ chuyển thôi. Sau khi đào xong thì chúng ta đem về chúng ta nhuộm màu. Và chúng ta đã có được terracotta. Vậy là xong vấn đề vật liệu xây dựng rồi.
mình cũng tìm được một vị trí rất đẹp để chúng ta xây dựng. Ở đây có một cái khu rừng thưa các bạn, nó khá là giống rừng nguyên sinh và còn có một cái ốc đảo chỗ này nữa. Địa hình rất là đẹp, một phong cách khá là tiền sử cho con Sniffer nó đứng ở đây. Chúng ta bắt tay vào việc terraform nó lại thôi. Chúng ta sẽ được một cái mặt phẳng trông như thế này. Và mình sẽ bắt tay vào việc xây dựng thứ đầu tiên của con Sniffer, đó chính là sáu cái chân của nó. Và mình sẽ sử dụng đá bản sâu để có thể xây những cái chân, vì mình khá là lười vì đi tìm thêm con Red á. Các bạn nhìn vào bức ảnh này, các bạn sẽ thấy kích thước lòng bàn chân của con Sniffer nó sẽ là 4 block. Và mình sẽ nhân 3 cái kích thước đó lên thành 12. Và đây là kích thước một cái lòng bàn chân của con Sniffer. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 cặp chân như thế này. Về chiều cao của nó thì mình sẽ lấy 9 x 3. Mình sẽ cho chân con Sniffer cao 27 lóc và chúng ta sẽ làm một cái khung trông như thế này để chúng ta có thể dễ hình dung được. Và sáu cái chân này nó dài như là chân của hoa hậu Miss Rain vậy các bạn ạ. Và mình sẽ đi đào thêm một ít bách xanh để chúng ta có thể làm block để chúng ta lắp 4 bên mặt của những cái chân. Mình nói thiệt với các bạn luôn, các bạn nhìn là các bạn hình dung không ra cái gì đâu các bạn ơi. Nhìn không khéo nói mình xây cầu cá cha nữa là chết nữa nha. Cơ thể con Sniffer nó sẽ được phủ bởi một cái lớp lông màu đỏ. Và để tạo độ chi tiết cho cái lớp lông này, mình đã tái chế cho mình một cây cuốc kim cương để đào những cái Netherworld. Đây là lần đầu tiên mình chế cuốc kim cương mà mình không hối hận luôn các bạn ạ. Và từ một cái chân trần trụi của con Sniffer, mình sẽ mặc quần vào cho nó thêm một cái lớp lông nữa. Cái này mình mới viền thử để mình hình dung cái lớp lông của con Sniffer thôi. Chúng ta sẽ sử dụng concrete và terracotta để có thể làm dày cái lớp lông này lên. Cá với các bạn, con Sniffer là fan emu chắc luôn. Nó mặc cái quần màu đỏ các bạn ạ. Mình nghĩ con này nó sống dưới đáy xã hội quá. Và sáu cái chân của chúng ta đã được mặc quần vào một cái quần rất là xinh xinh. Mình nói thiệt là cái khâu làm mấy cái quả tuyết lông này rất là lâu nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ xây phần lưng của nó. Lưng của con Sniffer nó khá là giống một cái khối cỏ khổng lồ, vậy nên là mình sẽ quay xuống hang động từ tốt để mình đào ít. Chúng ta sẽ đi đào một ít rêu để làm cái lưng của nó. Lâu lâu mình cũng phải đi tận hưởng lại cảm giác nghèo khổ lượm mót từng cục kim cương với người ta. Và chúng ta sẽ xây dựng lưng con Sniffer bằng 3 cái khối này. Mình sẽ viền trước một lớp terracotta ở đây giống như là những cái rêu nó phủ trên lưng của con vật vậy. Và độ dày của nó sẽ là 3 block để làm cái hiệu ứng 3D. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem. Chiều cao của cái lưng con Sniffer sẽ là 27 block. Trong buổi livestream các bạn có thể thấy được là chân và lưng của nó cao bằng nhau. Mình mất khoảng 2 tiếng để có thể hoàn thành xong 4 cái mặt lưng của con Sniffer. Và còn cái mặt trên này mình chưa có ốp vào. Các bạn có thấy mình tạo rêu phủ chi tiết chưa? Mà công nhận là đít con này nó bự thiệt các bạn ạ. Mình sẽ ốp mặt lưng của con Sniffer bằng những cái khối cỏ. Các bạn biết đó, sau này chúng ta sẽ xây dựng một cái biome thu nhỏ trên lưng của nó. Và chúng ta sẽ đan xen thêm một số những khối rêu nữa để nhìn cho rừng có bị đơn giản hóa quá. Và phần cuối cùng của con Sniffer cũng là cái phần khó nhất, đó chính là cái đầu của nó các bạn ạ. Sniffer là một con mod mới, vậy nên là cấu tạo phần đầu của nó thì mình vẫn chưa rõ ràng lắm, nên là mình sẽ phải nhìn rất là kỹ cái bức tranh này. Và lúc mình kiểm tra lại cái kho đồ của mình để coi còn con Red để xây dựng không thì mình thấy chúng ta đã hết con Red rồi, nhưng mà cũng may là ở rừng nhà mình còn, vậy nên là chúng ta sẽ tiến hành đập thêm một số con Red nữa. Mình sẽ đo thử độ cao của phần đầu. Như vậy thì nó hơi cao rồi các bạn ơi, chúng ta phải hạ xuống nó một chút xíu nữa. Sao nhìn nó vẫn còn kỳ kỳ dù mà đã sửa nãy giờ rồi, chắc phải hạ xuống chút xíu nữa. Sau một tiếng đồng hồ sửa đi sửa lại thì đây chính là phần khung mà mình ưng ý nhất. Cái độ cao này là vừa đủ rồi đó. Bây giờ để dễ hình dung hơn thì chúng ta sẽ đắp thịt cho nó nha. Nó vẫn còn thiếu các bạn ạ. Thiếu con mắt. Mình sẽ lấy một ít mực và dùng đống mực này để biến mấy con cừu thành bọn mắt quyền công dân. Và tỉa lông của nó để lấy cái màu đen này làm con mắt. Mắt của con này sẽ luôn luôn ở trong trạng thái như là đang ngủ. Nói thẳng ra là mắt hi. Có con mắt vô cái nhìn của tên hột ma liền.
Chúng ta sẽ làm cho cái phần này trông nó dày hơn và bắt đầu làm một cái miệng cho nó thôi. Chính xác đây là phần hàm trên và phần hàm dưới của nó sẽ không chênh lệch quá lớn và mình sẽ phải cẩn thận để không thôi nó sẽ bị hô hoặc bị móm hoặc là nó sứt môi luôn. Độ dày của cái môi con này thì mình sẽ cho tầm khoảng 3 lóc, nó dày hơn cái môi của mình nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bơm môi cho em nó. Tôi xây xong rồi tôi giật mình luôn á bà con. Nhìn nó đê tiện vãi chưởng các bạn à. Không được rồi, chúng ta phải đập bỏ cái dưới này thôi. Thay thế nó bằng con red màu vàng sẽ hợp lý hơn. Cuối cùng là ốp cái phần khung của môi trên. Bắt đầu ra hình rồi đó các bạn ơi. Chúng ta sắp hoàn thành con sniffer này rồi. Mình sẽ sử dụng một ít len cù đen để đánh dấu vị trí cái lỗ mũi của nó và nhờ một ít len cù vàng để làm cái miệng của nó. Và chúng ta đã hoàn thành rồi. Một con sniffer có kích thước gấp 30 lần bình thường. Và khi nhìn con sniffer này thì các bạn liên tưởng tới thứ gì? Đừng quên comment phía bên dưới cho mình biết nha. Còn riêng mình thì mình thấy nó giống một sinh vật có vú từ sống trên trái đất của chúng ta, có tên là Glitodon. Mình không biết là Mojang có lấy ý tưởng từ cái con đó không nữa. Mình sẽ cần thêm những cái khói rêu để chúng ta có thể trang trí cái lưng của cái con sniffer. Và mình sẽ làm một cái máy farm khói rêu ở đây. Bấm cái nút này thì máy farm sẽ hoạt động. Cái máy này nó sẽ bón bột xương liên tục vào trong cái khói rêu và khói rêu sẽ tạo ra những cái mầm cây Azanella và nước sẽ đẩy chúng đi. Ngồi ngắm cái máy farm nó làm mình nhìn chill ghê luôn. Nhưng mà các bạn ơi, nãy giờ các bạn thấy nó có thu hoạch được cái khói rêu nào chưa? Lúc say hết mình, lúc bật lên hết hồn. Đây là lần gánh hán thứ 3 trong cái video này rồi đó các bạn à. 2000 years later. Và lần này thật sự là một cái máy farm rêu. Các bạn có thấy nó hoạt động nhìn khá là ok là. Cái máy này nó hoạt động như thế nào mình cũng chưa hiểu để làm sao nó tạo được ga rêu luôn. Và sau khi hoạt động một thời gian nó sẽ biến thành những cục đá cuội như thế này. Mình sẽ thay thế một cái lốc rêu vào và chúng ta sẽ bật nút máy lên một lần nữa và nó sẽ tiếp tục tạo lại nữa. Bình tĩnh kinh đinh ơi, bình tĩnh kinh đinh ơi. Không được đá màn hình, không được đá màn hình. Điều quan trọng phải nhắc hai lần. Mẹ ơi, lấy cho con cây trà tiêu. Lần này mình sẽ nghiêm túc làm cho mình một cái máy farm glowberry. Những cái trái mỏng phát sáng. Cái máy này thì nó sẽ khá là giống cái máy farm mía. Và mình sử dụng cái glowberry để mình trang trí ở trên lưng của con sniffer. Nên là mình rất cần cái máy này. Tốc độ farm của nó thì cũng trung bình thôi. Và sau một lúc AFK khi mình quay trở lại mình kiểm tra cái rương thì cái kết quả của nó rất là ối dồi ôi các bạn à. Cái máy farm này không ổn các bạn ơi. Không được rồi các bạn à, cứ cái đà này chúng ta còn lâu mới hoàn thành được con sniffer. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi siêu cấp máy farm nè. Nhìn nè. Các bạn nhìn vào các bạn có tin đây là một máy farm quả mỏng phát sáng không? Nhỏ nhưng có vỏ đó. Để cho cái máy farm này hoạt động thì chúng ta cần rất là nhiều bột xương. Chế ra thật nhiều bột xương và bỏ chúng vào trong cái máy này. Và nó sẽ bón bột xương liên tục vào trong cái glowberry. Và các bạn chỉ dùng tay của các bạn để các bạn thu hoạch liên tục. Chính xác đây chính là cách hoạt động của nó. Các bạn nhìn tốc độ farm item của nó kìa các bạn. Rất nhanh nha. Mình sẽ ép 3T một cái. Công nhận là cái máy farm này nó farm đã tài thiệt các bạn. Vậy là chúng ta được 50%. Mình sẽ farm thêm một ít lá của cây Azanella nữa để chúng ta trang trí cái lưng của sniffer. Chúng ta sẽ làm một lớp rêu bám trên lưng của sniffer. Chúng ta đặt vào đây một cái khung vật phẩm. Sau đó chúng ta thêm bào tử hoa vào. Và các bạn có thấy là cái block lá của chúng ta nó mọc ra hoa nè. Fantasy không? Các bạn cũng có thể làm điều tương tự với cây xương rồng. Và bây giờ chúng ta cùng nhau hoàn thành cái lưng của nó thôi. Bây giờ thì trông nó ra dáng một con sniffer cổ đại, một con sniffer già rồi. Ở đây mình vẫn còn dư một ít green conred và green terracotta. Như các bạn đã biết thì đi kèm với con sniffer sẽ còn có một cái loại cây cổ đại mà con sniffer nó tạo ra nữa. Vậy nên là chúng ta sẽ xây thêm một cái cây đó ở đây. Subarashi. Như là cây thời tiền sử ấy các bạn à. Chúng ta sẽ xây thêm cả một cái khu gần cây này nữa ở phía bên cạnh con sniffer luôn. Và chúng ta đã hoàn thành xong cả một cái cánh rừng nguyên sinh cho con sniffer ở đây. Bên trong con sniffer nó vẫn còn trống một cái khoảng khá là lớn. Chúng ta sẽ cần lót sàn vào trong này. Vì sau này chúng ta sẽ xây những cái máy farm ở trong này. Ôi, gần xong rồi vẫn phải đi farm con red các bạn à. Cũng may mà ở trong này nó vẫn còn dư một mớ khá là nhiều. Mình mất thêm khoảng một tiếng nữa để marker đống này ra. Và còn lại là cho việc xây dựng thôi. Mình đi đào thêm một ít đá phát sáng để làm sáng ở bên trong bụng của con sniffer. Không thôi là bọn quái bọn nó mở ba club ở trong này bọn nó quẩy. Ok, tất cả đã xong. Yo, what the hell bro? Hồi nãy nhìn xa mà tưởng đâu con sniffer của mình nó bị chảy nước mũi không á các bạn. What the hell? Bọn nó treo cổ cái con lama trên đây này nhìn tội quá các bạn. Này anh bạn, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Đừng. Oh no, mày đến lấy mấy con lama ra uy hiếp tao hả? No.
và mình đã hoàn thành thử thách do bản thân mình đặt ra, xem một con sniffer có kích thước gấp 30 lần bình thường để chúc mừng sniffer là con mod chiến thắng trong mod vote 2022. Và việc chúng ta xây một cái công trình ở trên lưng con sniffer thì mình sẽ để cho tập sau. Mình sẽ đăng một cái tab cộng đồng để cho các bạn quyết định lựa chọn một cái loại công trình mà mình sẽ xây trên lưng cái con này. Và các bạn đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.